Chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình livestream với chủ đề khám phá căn hộ xanh thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được livestream trực tiếp trên fanpage, website cũng như là kênh YouTube của senhome.vn. Thưa quý vị, với xu hướng hiện đại như ngày nay thì ngôi nhà không chỉ là nơi mà chúng ta có thể để ở mà còn là nơi mà chúng ta có thể tận hưởng những tiện ích được tích hợp. Một căn hộ thông minh đầy đủ tiện ích, sống trong một không gian sống xanh thoải mái, thoáng đãng thì đây là một điều rất là tuyệt vời và tất cả những khách hàng đều mong muốn có được. Vậy thì một ngôi nhà thông minh, một căn hộ thông minh sẽ là như thế nào? Và xu hướng sống xanh sẽ ra sao? Và hiện nay trên thị trường, căn hộ nào đang đáp ứng được tất cả những điều đó? Thì những thắc mắc chúng tôi sẽ giải đáp trong buổi livestream ngày hôm nay. Và chúng tôi đã mời đến trường quay một vị khách mời rất đặc biệt, đó chính là giám đốc dự án công ty cổ phần bất động sản Sen Sài Gòn, ông Chè Triệu Đạt. Và thay mặt ekip, chúng tôi xin được gửi lời chào cũng như cảm ơn ông Chè Triệu Đạt đã sắp xếp thời gian quý báu của mình đến tham dự chương trình hôm nay. Xin chào Hoài Ân và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, và ít phút nữa thôi thì khách mời của chúng ta sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị những thông tin rất hữu ích về xu hướng sống xanh cũng như căn hộ thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Hoài Ân xin được bật mí một chương trình rất đặc biệt, đó chính là Mini Game, với rất nhiều câu hỏi thú vị và những phần quà hấp dẫn. Và để tham gia chương trình minigame của chúng tôi, quý vị chỉ cần làm theo hai bước sau. Bước 1, quý vị sẽ like fanpage Senhome, like share buổi livestream khám phá căn hộ xanh thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh, bật ở chế độ công khai và kèm theo các hashtag. Hashtag đầu tiên đó chính là Sunshine Diamond River quận 7, hashtag thứ hai là căn hộ xanh thông minh thành phố Hồ Chí Minh, hashtag thứ ba là Senland và hashtag cuối cùng là Senhome. Bước thứ hai, quý vị sẽ comment phương án đúng của câu hỏi cùng một con số may mắn bất kỳ từ 0 đến 99 và tag ít nhất là 3 người bạn của mình. Người trả lời chính xác và thực hiện đầy đủ các quy tắc sẽ có cơ hội trúng giải qua hệ thống chọn ngẫu nhiên của website random.org. Kết quả sẽ được công bố ở phần cuối livestream. Và trong trường hợp khán giả trả lời đúng, trùng số may mắn thì hệ thống sẽ chọn câu trả lời sớm nhất. Mini game sẽ có 2 câu hỏi. Với mỗi câu hỏi thì hệ thống sẽ chọn 2 con số may mắn để trao giải. Mỗi giải là một phần quà bao gồm một sạc dự phòng cao cấp và một bút trình chiếu. Nội dung câu hỏi sẽ có trong phần sau của chương trình. Và ngay từ bây giờ thì tất cả quý vị còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không like và share đoạn livestream này về trang Facebook cá nhân của mình và bật ở chế độ công khai. Và đừng quên là chúng ta đừng có rời khỏi màn hình để tránh bỏ lỡ những thông tin hữu ích từ vị khách mời của chúng ta cũng như trở thành chủ nhân của các giải thưởng hấp dẫn nha. Và bà Hoài Ân sẽ không để cho tất cả quý vị phải đợi lâu. Chúng ta sẽ cùng đến với phần nội dung chính của buổi livestream ngày hôm nay, khám phá căn hộ xanh thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, trong cơn lốc của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì smartphone đã không ngừng phát triển và có khả năng làm thay đổi hành vi của con người cũng như trong cuộc sống hưởng thụ. Và các hoạt động như là kinh doanh hay là du lịch thì đều được gói gọn trong một chiếc điện thoại thông minh. Và bất động sản cũng không nằm ngoài xu hướng này khi phát triển dòng căn hộ thông minh hay còn gọi là smart home. Vậy thì thưa ông Chè Triệu Đạt, ông có thể giải thích thêm cho tất cả quý vị khán giả hiểu rõ hơn về khái niệm thông minh về căn hộ cũng như là smart home để tất cả quý vị có thể hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm tuyệt vời này ạ. Vâng, thực sự thì câu hỏi của Hoài Ân là một câu hỏi khá là khó. Hiện tại nếu nói đến nhà thông minh thì hầu hết mọi người đều nghĩ và biết đến là căn nhà thông minh của Bill Gates ở Seattle. Thì căn nhà đấy trị giá hơn 100 triệu đô và sở hữu rất là nhiều tính năng, cứ tưởng là như trong phim viễn tượng vậy. Và tại thời điểm đấy là căn nhà thông minh là một cái thứ gì đó rất là xa xỉ khi mọi người nhắc đến và hầu như là chỉ có tỷ phú mới có thể sở hữu được. Thực ra bây giờ nếu mà nói đến là một cái định nghĩa thì cái khá là khó, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta có thể hiểu như thế này. Nhà thông minh là một cái ngôi nhà mà trong đó những cái thiết bị được kết nối với Internet mà mình có thể điều khiển được nó theo từng điều kiện đơn lẻ hoặc là có thể lập trình có sẵn hoặc chức năng cao hơn là chúng ta có thể thấu hiểu được con người, thấu hiểu được chủ nhân của nó. Và với một số thiết bị thì có thể tự động vận hành theo như những thói quen của người chủ. Sẵn đây tôi xin hỏi Hoài Ân là đã bao giờ bạn đột nhiên tự hỏi rằng là không biết trước khi ra khỏi nhà mình đã tắt đèn hoặc là đã đóng cửa chưa? Chắc chắn là em hay quên rồi. Đối với nhiều người thực chất là câu hỏi này thậm chí sẽ luôn thường trực trong suốt ngày làm việc của họ. Thì bây giờ khi mà chúng ta sở hữu một căn hộ thông minh thì bạn chỉ cần mở smartphone của mình lên và bạn có thể kiểm tra và thực hiện những cái thao tác ví dụ như là bật tắt đèn chiếu sáng, điều khiển đóng mở rèm cửa hoặc là có thể lập trình sẵn là
Rèm cửa có thể mở vào lúc 6 giờ sáng và đóng vào lúc 7 giờ tối. Hoặc là những cái công việc giải trí, ví dụ như là bạn có thể mở bật tivi, hẹn giờ bật tivi, mở điều hòa, mở bình nóng lạnh, mở máy nước nóng lạnh, bằng cách là có thể là ra lệnh bằng giọng nói. Và bạn có thể tùy chỉnh âm thanh và ánh sáng theo từng mục đích khi mà bạn khi bạn ở trong căn hộ của mình. Và hơn nữa là bạn có thể thiết lập một cái hệ thống an ninh đa lớp khi mà chúng ta không có ở ngôi nhà, để tránh những cái trường hợp mà có người lạ xâm phạm căn hộ của mình. Thì đây là những điều nổi bật nhất của căn nhà thông minh với một căn nhà bình thường. Những tiện ích thông minh như trong căn hộ như vậy sẽ giúp cho chủ nhân của ngôi nhà có thể tiết kiệm được thời gian và sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng bên trong căn hộ. Đặc biệt chúng ta có thể tận hưởng cái không gian hiện đại, một cuộc sống tiện nghi mà trước đây thì chỉ có tỷ phú mới có thể sở hữu được. Thật là tuyệt vời đúng không ạ? Với những chia sẻ của ông Trời Triệu Đạt thì chúng ta cũng có thể thấy là căn hộ thông minh được tích hợp rất nhiều công nghệ 4.0 và sẽ giúp cho cuộc sống của cư dân rất là tiện nghi, thoải mái và tuyệt vời. Và đặc biệt Hội Ân rất là thích ở cái chỗ là sẽ giúp tiết kiệm được thời gian việc mà chúng ta quản lý căn hộ của mình. Vậy thưa ông Trời Triệu Đạt, với mà việc mà lựa chọn căn hộ thông minh có phải là sự ưu tiên của quý khách hàng hiện nay khi mà lựa chọn mua nhà để ở không ạ? Chắc chắn ạ. Đối với xu hướng mà chọn căn hộ thông minh thì cái câu chuyện này là câu chuyện về IoT hoặc là công nghệ 4.0 hay là Smart Home, thì đó là những cái từ ngữ hiện tại rất là phổ biến. Thì IoT là một cuộc cách mạng công nghệ mà không thể cưỡng lại được, dù muốn dù không thì nó vẫn phát triển rất là bùng nổ và rất là khủng khiếp trong tương lai. Và nó sẽ là xu hướng tất yếu trong việc lựa chọn căn hộ để ở, đặc biệt là đối với những người trẻ như mình. Với những người trẻ như chúng ta thì khi trong cuộc sống ngày càng phát triển, chúng ta dễ dàng có thể tiếp cận được với những công nghệ tiện ích hiện đại. Từ đó chúng ta mong muốn được trải nghiệm với những tiện ích đó. Các sản phẩm thông minh hiện tại trên thị trường ra đời đáp ứng nhu cầu này của giới trẻ và những người yêu thích công nghệ 4.0. Theo ghi nhận của tôi thì những căn hộ được xây dựng phát triển theo công nghệ thông minh thu hút khá là nhiều khách hàng. Và cái lượng tiêu thụ của nó cao hơn khá là nhiều so với căn hộ thông thường. Và cái việc mà khách hàng quan tâm đến cái loại sản phẩm căn hộ thông minh này thì hiện tại là rất là nhiều. Thì đó là một trong những xu hướng tất yếu mà người mua nhà hướng đến, ngoài những cái vị trí hoặc là những cái tiện ích hạ tầng ra. Vậy khi mà nhu cầu của khách hàng đang tăng cao như vậy thì các chủ đầu tư thì lại chú trọng phát triển dòng căn hộ thông minh. Vậy ông có thể nhận định như thế nào về nguồn cung căn hộ thông minh trên thị trường có đủ đáp ứng với nhu cầu của khách hàng không ạ? Theo nhận định của tôi thì nguồn cung căn hộ thông minh trên thị trường hiện nay thì khá là khan hiếm, chiếm tỷ lệ rất là nhỏ với nguồn cung căn hộ thông thường so với nguồn cung căn hộ thông thường. Mà Hoài Ân có thể thấy rằng là hiện nay trên thị trường của chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trên thị trường nói chung, thì nguồn cung căn hộ hiện tại là cũng khá là ít. Với những lý do, ví dụ như với những lý do về quỹ đất hoặc là về tính chất pháp lý hiện tại chưa hoàn thiện. Thì như đây có thể thấy là cái nguồn cung căn hộ thông minh là nó ít đến chừng nào. Đó. Và cái số lượng căn hộ thông minh hiện tại cũng không đáp ứng đủ tất cả các nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Đó. Và mỗi một căn hộ như vậy nó có những mức độ thông minh khác nhau ở mọi dự án khác nhau. Để dễ hiểu hơn thì tôi sẽ định nghĩa về các nhà thông minh và tôi sẽ tạm chia qua các giải pháp nhà thông minh thành 3 cấp như thế này. Cấp thứ nhất là chúng ta dùng các thiết bị điều khiển riêng lẻ, điều khiển các thiết bị trong nhà. Ví dụ như là bạn sử dụng một cái remote, bạn bật tắt TV, bạn sử dụng cái remote để bạn mở máy lạnh. Đó là mức độ thấp nhất, là bạn phải biết được là thiết bị đó như thế nào và nó vận hành như thế nào và biết cái nào, điều khiển cái nào. Thì ở mức độ thứ hai là chúng ta dùng những cái điều khiển riêng lẻ đó thì nó khá là tốn thời gian đúng không ạ? Thì chúng ta gom hết tất cả những cái thao tác đó, chúng ta tập hợp lại và chúng ta lập trình nó cho nó tự động hóa trên những cái kịch bản mà chúng ta đưa ra, thì cái việc như vậy thì nó sẽ giảm cho chúng ta rất là nhiều thời gian. Tôi ví dụ như là khi bạn vừa về đến nhà, bạn cầm cái điện thoại trên tay, bạn ứng là về đến nhà, thì lập tức là trong căn hộ của bạn rèm cửa sẽ được mở ra, đèn sẽ được mở và máy lạnh sẽ được, điều hòa sẽ được mở. Thì khi mà bạn vừa vào nhà thì bạn sẽ cảm thấy rất là thoải mái sau một ngày đi làm mệt mỏi về. Nhưng mà những tất cả các thiết bị đó đều là thiết bị thụ động và phải chấp hành những cái lệnh điều kiện mà theo một cách mà chúng ta lập trình, mà tôi gọi đó là ngữ cảnh cho trước.
Hiện đa số các dự án mà theo tôi thấy trên thị trường, mà khi mà chủ tư chào bán ra những cái dự án mà họ gọi là căn hộ smart home thông minh á, thì theo tôi đánh giá là thông minh nhất hiện tại là đa phần là ở ngay mức độ thứ hai này. Còn mức độ cuối cùng là cấp độ thứ ba. Thì ở cái cấp độ thứ ba này á, thì cái thiết bị đó phải có khả năng nhận biết những cái dữ liệu xung quanh. Tôi nói nôm na là nó phải có một chút trí tuệ trong đó. Tôi lấy ví dụ như là một cái camera, xưa giờ camera chúng ta thường để xem xét có ai đột nhập hay không, hoặc là hơn một mức là chúng ta có thể truy xuất dữ liệu qua smartphone hoặc là qua màn hình TV như thế nào, để chúng ta có thể là biết được ngay lập tức là căn nhà của chúng ta có ai vào hay không. Tuy nhiên ở mức độ thứ ba này thì cái camera có thể phát hiện được là cái người mà vào nhà chúng ta là người quen hoặc là người lạ. Nếu mà là người lạ thì camera lập tức phát tín hiệu cảnh báo qua smartphone của mình là ở căn hộ chúng ta đang có người lạ vào. Đó. Thì đó là ở mức độ thứ ba. Hoặc là ví dụ thêm một cái một cái ví dụ tiếp theo là cái cảm biến mà để vận hành cái hệ thống chiếu sáng trong nhà. Hiện tại khi mà bạn những cảm biến đó khi mà bạn vào thì cảm biến đó con người vào thì họ những cảm biến đó vẫn sẽ bật. Và những cái thú nuôi trong gia đình, những cái thú nuôi trong gia đình chúng ta cũng đi vào thì hệ thống cũng phải bật. Tại vì nó được lập trình theo một cái quy tắc giống nhau. Thì để mà chúng ta có thể lập trình là người vào thì mở đèn, còn thú nuôi vật nuôi vào thì nó vẫn tắt đèn. Thì cái việc lập trình này chúng ta cần phải giải mã và cần phải có những cái thiết bị gọi là xử lý thông minh, phải có những cái xử lý thông minh cho những cái thiết bị đó. Ở mức độ thứ ba này hiện tại hầu như các dự án trên thị trường vẫn chưa đáp ứng được, nhưng vẫn có một vài chủ đầu tư đang hướng đến phát triển ở cái mức độ thứ ba này. Yeah. Như vậy, nguồn cung hiện tại vẫn có, nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Thực chất là bởi khách hàng cũng không chỉ quan tâm đến mức độ thông minh của căn hộ. Ngoài những cái việc mà thiết bị smart home hoặc là thiết bị thông minh, thì khách hàng vẫn quan tâm đến những yếu tố ví dụ như là vị trí, tiềm năng giá trị gia tăng của dự án và đặc biệt là không gian sống xanh. Wow, vậy là với những chia sẻ của ông Trà Triệu Đạt thì ngoài những yếu tố thông minh của căn hộ thưa quý vị, thì hiện nay những khách hàng mua nhà vẫn còn quan tâm bởi những yếu tố khác như là vị trí, tiềm năng tăng giá trị và không gian sống xanh, đúng không ạ? Ừ, đúng vậy. Một trong các yếu tố quan trọng mà khi khách hàng chọn mua bất động sản hiện tại là vị trí. Dự án phải tọa lạc ở một cái vị trí đắc địa, vị trí vàng và có nhiều tiện ích hạ tầng giao thông và những cái giáo dục y tế phải đồng bộ với nhau. Bên cạnh đó, sự phát triển hội nhập nhiều nền văn hóa hiện tại toàn cầu cùng tình trạng không khí ô nhiễm tại các thành phố lớn đã tác động đến xu hướng chọn lựa bất động sản hiện nay ở trên cả thế giới và cả Việt Nam. Bên cạnh những cái việc là vị trí đẹp, hướng đẹp hay vị trí tiện lợi thì dự án cũng phải vừa xanh và vừa sang. Theo một số đơn vị khảo sát uy tín trên thế giới đã đưa ra rằng là khoảng 35% người tiêu dùng tại các nước phát triển sẵn sàng có thể chi tiêu bỏ thêm số tiền để có thể ở những cái căn hộ sở hữu những cái bất động sản mà thân thiện với môi trường hơn. Và theo tôi biết, theo tôi nhớ rằng là có một cái nghiên cứu được đăng tại trên tạp chí y học ở bên Mỹ đã chỉ ra rằng là những người sống trong ngôi nhà được bao quanh bởi cây xanh, bầu không khí trong lành, thoáng đãng thì cái tỷ lệ tử vong thấp hơn 12% so với những người sống ở trong môi trường đô thị hóa. Bên cạnh đó, những người sống trong môi trường xanh thông thường ít có khả năng trầm cảm và những cái bệnh như là ung thư, phổi và những cái vấn đề lo âu sẽ giảm đáng kể hơn so với những người sống những căn hộ thông thường. Vậy thì với những điều mà ông chia sẻ, ông có thể chia sẻ thêm hơn, bởi vì ông thấy những gì mà ông Trà Triệu Đạt vừa chia sẻ đang đến với những cái xu hướng rất tuyệt vời của thời đại này khi mà lựa chọn căn hộ. Hiện nay cái xu hướng mà gọi là sống xanh và sống thông minh thì thực chất là tương lai thì hai xu hướng này sẽ là xu hướng tất yếu cho những đối tượng khách hàng khi mà họ chọn lựa bất động sản. Nhưng mà hiện tại trên thị trường thì xu hướng sống xanh và xu hướng sống thông minh hiện tại là vẫn khá là khan hiếm như lúc nãy tôi vừa chia sẻ. Thì
có những sản phẩm bất động sản họ có công nghệ thông minh nhưng họ lại không đáp ứng được cái quỹ đất để có thể phát triển không gian xanh, và ngược lại những dự án có quỹ đất để có thể phát triển không gian xanh nhưng mà họ lại không đáp ứng đủ tiêu chuẩn về công nghệ thông minh. Thì và đặc biệt là dự án mà có thể kết hợp cả hai xu hướng này hiện tại là hầu như là trên thị trường rất là khan hiếm. Vậy thì theo chia sẻ của ông thì hiện nay chúng ta có hai xu hướng đúng không ạ? Xu hướng đầu tiên là xu hướng sống xanh và xu hướng thứ hai là sống thông minh theo công nghệ 4.0. Vậy thì nguồn cung căn hộ hiện tại trên thị trường có được đầu tư và phát triển đi theo hai xu hướng này không ạ? Hiện tại là nguồn cung trên thị trường thì phát triển theo hai xu hướng này thì hiện tại là như tôi vừa chia sẻ là nó khá là khan hiếm. Nhưng theo tôi được biết thì ở thị trường khu Nam chúng ta hiện tại là có một cái dự án là Sunside Diamond River là được giới thiệu là một tổ hợp nghỉ dưỡng áp dụng công nghệ vào và họ gọi đó là một cái resort 4.0. Sunside Diamond River đó, vì sao mà tôi đề cập đến dự án này? Vì dự án này là đang được tọa lạc trên một cái vị trí, một cái quỹ đất gần như là quỹ đất cuối cùng ở Sài Gòn mà để có thể đủ tiêu chuẩn có thể phát triển một cái tổ hợp, một cái khu nghỉ dưỡng. Đó. Sunside Diamond River được phát triển trên quỹ đất là khoảng tầm 11,2 hecta, gồm 8 block và mật độ xây dựng chỉ tầm khoảng tầm 23,6%, là tương đương với khoảng tầm hơn 70% là sử dụng cho mảng xanh. Đó. Và đặc biệt hơn là chủ tư Sunside Group họ đưa công nghệ 4.0 vào để họ vận hành cho cái dự án này. Và dự án này, cái phong cách thiết kế của dự án này là thiết kế như là một cái resort ở tại Bali, với không gian là ngập tràn cỏ và nước và hàng loạt rất là nhiều những cái tiện ích tiện nghi về sống xanh. Và tại đây thì tôi thấy rằng là không những là sống xanh, sống thông minh mà tôi còn cảm thấy là có một cái sống, mức sống là gọi là sống xanh nữa. Tại đây là dự án gồm 8 tòa và tất cả các tòa đều ốp một cái kính Louis, nhìn vào sẽ rất là sang, và cái kính lưu ý đó sẽ hạn chế khá là nhiều những cái tia UV gây ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta và làm tạo cho một cái bầu không khí khá là trong lành. Và tại trong dự án chủ tư có những cái tiện ích ví dụ như là hồ bơi bốn mùa, vườn nhiệt đới và có một dòng sông nhân tạo mà chủ tư đào vào từ sông Sài Gòn vào ở trong dự án chúng ta, một dòng sông nhân tạo. Và hai bên là hai lối đi mà chủ tư, tôi thấy cái thiết kế này giống như một cái thiết kế ở bên Ý, mà khi mà tôi sang đấy du lịch thì ở bên thành phố Venice. Trong cái dự án đó như là chúng ta như là một cái shopping in the park, tức là chúng ta shopping ở trong công viên, là hai bên là hai cái shop house ở hai bên đường, chính giữa là một cái dòng sông, mà dòng sông gọi là dòng sông nhân tạo mà Sunside đã đào từ sông Sài Gòn vào. Và đặc biệt hơn nữa là ở dự án này mỗi một căn hộ đều sở hữu một cái sân vườn trên không. Và theo tôi thấy là dự án này gần như là dự án sở hữu sân vườn trên không nhiều nhất tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại. Thật là tuyệt vời đúng không quý vị? Khi nghe ông Trần Trụ Đạt giới thiệu về dự án Sunside Diamond River thì bản thân của Hoài Ân cảm thấy rất là tuyệt vời và đang tò mò về dự án này. Và Hoài Ân biết tất cả quý vị cũng đang muốn như thế. Và sẽ không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng xem qua một đoạn phim giới thiệu về Sunside Diamond River. Tận hưởng không gian nghỉ dưỡng trong từng khoảnh khắc, chạm đến thiên nhiên mỗi bước về nhà. Giờ đây, ngay giữa Sài Thành phồn hoa, nơi giao điểm của hai phong cách sống tinh hoa, sống xanh chuẩn resort và sống thông minh cùng nền tảng công nghệ 4.0, nơi hứa hẹn trở thành tâm điểm sống mới của giới thượng lưu. Sunside Diamond River Resort 4.0, quần thể nghỉ dưỡng công nghệ đầu tiên tại Việt Nam, được kiến tạo bởi Sunside Homes, thương hiệu bất động sản đẳng cấp của Sunside Group, top 10 doanh nghiệp tiêu biểu châu Á 2019. Năm 2019, Sunside Diamond River vinh dự nhận giải thưởng dự án công trình xanh đột phá nhất Việt Nam, dự án được yêu thích nhất năm 2019 do Dot Property Việt Nam Awards 2019 bình chọn. Sunside Diamond River mang trong mình sự lộng lẫy đẳng cấp của ngôn ngữ kiến trúc đương đại cùng công nghệ thông minh 4.0, nhưng vẫn tràn đầy luồng sinh khí an lành của thiên nhiên. Một xu hướng sống mới của những người theo đuổi sự hoàn mỹ,
nơi có người là tâm điểm của sự phát triển bền vững, nơi tận hưởng những phút giây nghỉ dưỡng bất tận. Tọa lạc tại quận 7, tâm điểm phát triển đô thị bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong sự phát triển của khu Nam Sài Gòn, Sunshine Diamond River, thừa hưởng những giá trị kết nối hoàn hảo về hạ tầng hiện hữu, dễ dàng di chuyển đến khu vực trung tâm thành phố, thuận tiện cho các hoạt động giao thương, giải trí, y tế, trường học, cùng những điểm nhấn đắt giá trong tương lai như cầu Thủ Thiêm 4, công viên Mũi Đèn Đỏ, cảng quốc tế. Sunshine Diamond River sở hữu địa thế phú quý với ba mặt giáp sông cùng hệ thống sông điều hòa nội khu, mang lại không gian tươi mới và tràn đầy sinh khí. Kiến trúc xanh ấn tượng với công viên bốn mùa, đài phun nước, đường dạo bộ trên không, hồ cảnh quan phong cách châu Âu, hệ thống vườn treo và thảm thực vật đa dạng. Các căn hộ đẳng cấp tại Sunshine Diamond River đều sở hữu hệ thống trang thiết bị được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng bậc nhất thế giới và thân thiện với môi trường. Nội thất nguyên bản được đặt hàng từ châu Âu, mang đậm dấu ấn đẳng cấp và tinh tế. Mỗi căn hộ đều có sân vườn riêng biệt, thêm khoảng xanh tĩnh lặng cho những phút giây nghỉ ngơi thêm thư thái. Giá trị nghỉ dưỡng được nâng tầm với hệ thống tiện ích thông minh đẳng cấp quốc tế, cụm tiện ích thể thao và chăm sóc sức khỏe đa năng Gym Phoenix Spa, Sunshine Health Center, hệ thống trung tâm thương mại sầm uất với rạp chiếu phim, siêu thị, chuỗi nhà hàng Á Âu cao cấp, thư viện và trường quốc tế Sunshine School liên cấp kết hợp với Maple Bay Canada. Lấy cảm hứng từ những tòa nhà kiến trúc xa hoa bậc nhất thế giới, Sunshine Diamond River sở hữu bộ ba kỳ quan xanh với hệ thống ba bể bơi vô cực, tầm nhìn toàn cảnh sông Sài Gòn, công viên và đường dạo bộ trên cao, sông nội khu thơ mộng, uống mình theo từng đường nét kiến trúc của 8 tòa nhà tráng lệ và trải nghiệm loại hình dịch vụ chèo thuyền ngắm cảnh hoàn toàn mới tại Sunshine Diamond River. Trở thành chủ nhân của căn hộ Sunshine Diamond River, mọi tiện ích đều được áp dụng công nghệ 4.0 vào quản lý, vận hành để tiết kiệm thời gian. Công nghệ nhận diện Face ID an ninh đa lớp, an toàn tuyệt đối, cảnh báo khi có người lạ đột nhập, Smart Home, Smart Living 4.0, hệ sinh thái Sunshine App, hệ thống cảm biến thông minh điều khiển các thiết bị điện tử hồng ngoại, bãi đỗ xe thông minh, dẫn đường và thông báo chỗ trống, tìm kiếm xe. Với vị trí đắt giá cùng các yếu tố tiên phong về kiến trúc xanh và hệ thống tiện ích đẳng cấp, Sunshine Diamond River xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu cho những nhà đầu tư tiên phong. Trân trọng từng phút giây, trân quý từng trải nghiệm, tự hào kiến tạo phong cách sống thông minh, giao hòa với thiên nhiên, dẫn đầu xu thế nghỉ dưỡng bậc nhất Sài Thành. Sunshine Diamond River an nhiên trong từng khoảnh khắc, một quần thể đô thị sinh thái phong cách resort 4.0 của Sunshine Group. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được xem qua một đoạn phim giới thiệu dự án Sunshine Diamond River, một dự án là giao điểm của hai phong cách sống tinh hoa, sống xanh chuẩn resort và sống thông minh cùng nền tảng công nghệ 4.0. Và Hội Ân nhận thấy dự án của chúng ta có một không gian sống xanh rất lớn, như là có công viên bốn mùa, đài phun nước, đường dạo bộ trên không, hệ thống vườn treo và có cả thảm thực vật đa dạng nữa. Và đây đúng là một không gian lý tưởng để giúp cho cư dân của chúng ta tái tạo năng lượng. Thực sự ra đó chỉ là những tiện ích chung của toàn dự án thôi Hoài ơn ạ. Mọi chủ nhân khi sở hữu căn hộ tại dự án Sunshine Diamond River thì ngoài những cái tiện ích chung như vậy thì họ sẽ được nhận một cái ban công, được chủ tư tặng cái ban công sân vườn cho mọi một căn hộ. Thì diện tích mỗi ban công như vậy nó có thể lên đến tầm 30m², tương ứng với căn hộ của khách hàng. Và đặc biệt là diện tích căn hộ này sẽ không được tính vào giá bán khi khách hàng mua. Vì vậy khách hàng có thể kiến tạo một không gian xanh ngay ở bên trong tại căn hộ của chính mình. Kiến tạo một không gian xanh bên trong căn hộ của chính mình thật là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy là cư dân có thể trồng những loại rau, những loại hoa mình yêu thích. Và quý vị cứ tự tưởng tượng nhé, nếu như mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta ra ngoài ban công, chúng ta có thể hít thở được không khí trong lành từ ban công của mình và đặc biệt là từ mảng xanh của toàn dự án thì thật là tuyệt vời. Buổi sáng thôi mà cuộc sống của chúng ta đã khởi đầu bằng sự nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng rồi thưa quý vị. Và Hoài Ân thấy đây chỉ là một phần thôi, bởi vì những tiện ích này là tiện ích bên cạnh căn hộ của mình đúng không ạ? Vậy thì còn những công nghệ 4.0 được tích hợp bên trong căn hộ và toàn dự án Sunshine Diamond River thì như thế nào hả ông? Vâng, về dự án Sunshine Diamond River này, hiện tại chủ tư đang áp dụng rất là nhiều nền tảng công nghệ 4.0 và việc quản lý vận hành căn hộ, giúp cư dân có thể tiết kiệm được thời gian và đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Để hiểu rõ hơn về từng tiện ích thông minh bên trong căn hộ thì xin mời Hoài Ân cùng với quý vị hướng về màn hình để xem các hình ảnh minh họa sau đây. Thưa quý vị, đây là hệ thống camera giám sát của tòa nhà. Chúng tôi đã Sinsight đã nghiên cứu phát triển hệ thống kiểm soát an ninh này, gọi là Smart Security, với tính năng ưu việt vừa đáp ứng bảo mật tối đa cho khách hàng và cho cư dân. Tiếp theo, mọi người khi mà vào căn hộ của mình thì đây là hệ thống Face ID. Thì hệ thống Face ID này sẽ nhận dạng khuôn mặt của cư dân trong tòa nhà này. Thì khi mà Face ID nhận dạng đây là cư dân trong tòa nhà này thì cánh cửa sẽ tự động mở ra, và khi cư dân vào thì thang máy sẽ tự động hiển số tầng mà cư dân sở hữu tại dự án. Đó gọi là tính năng gọi điểm đến của thang máy. Tiếp theo, khi đến trước cửa căn hộ, đây là hệ thống Smart Lock, một hệ thống khóa thông minh với ba cách mở khác nhau. Đầu tiên là sử dụng vân tay, tiếp theo là dùng mật mã, và cuối cùng là cư dân có thể dùng thẻ cư dân của Sinsight. Và khi chúng ta bước vào nhà thì một hệ thống Smart Home sẽ hiện ra trước mắt với những cái cảm biến. Khi chúng ta vào nhà thì rèm cửa bắt đầu sẽ mở tự động mở ra, đèn sẽ chiếu sáng và điều hòa sẽ tự động mở, để khi chúng ta vào nhà có một cái không gian gọi là thoải mái nhất. Tiếp theo, đây là một hình ảnh về một cái camera 360 độ được tích hợp vào Sinsight Max. Camera có góc quan sát rất là rộng, giúp quý vị có thể bao quát toàn căn hộ của mình từ những chi tiết nhỏ nhất, đặc biệt là đối với các căn hộ có diện tích lớn như là duplex hoặc là penthouse hoặc là sky villa. Thì thiết bị camera này khá là thông minh, giúp quý vị luôn kiểm tra được tình hình căn nhà của mình thông qua app. Ví dụ khi người lạ vào nhà thì thiết bị này sẽ phát hiện và sẽ gửi cảnh báo về qua smartphone của chúng ta, để chúng ta có thể biết được và chúng ta lập tức liên hệ ngay hệ thống an ninh của tòa nhà. Và tiếp theo, đây là màn hình Lobby Phone, có những tính năng khá là tiện lợi. Thứ nhất đó là tính năng gọi thoại. Chúng ta có thể sử dụng tính năng này để liên hệ với những cái danh bạ được lưu trữ trên hệ thống, hoặc là khi mà khách có thể gọi lên nhà chúng ta để chúng ta có thể là biết được ai ở dưới đang đến nhà mình, ai đến thăm mình, để chúng ta có thể mở cửa cho họ từ ở phía dưới để cho họ vào nhà, vào dự án. Và có một cái tính năng là chúng ta có thể qua cái màn hình lobby này, chúng ta có thể theo dõi camera của toàn dự án, theo dõi những cái nơi mà khu giải trí để xem là con chúng ta hiện tại đang ở đó, đang chơi đùa như thế nào, hoặc là đang làm gì, hoặc là chúng ta có thể theo dõi ở dưới bãi gửi xe đó. Và cuối cùng là tính năng SOS, giúp quý vị có thể gọi bảo vệ trong những cái trường hợp khẩn cấp, hoặc là liên hệ các dịch vụ sửa chữa khi có sự cố về kỹ thuật. Và tiếp theo là đây là tấm thẻ cư dân. Tấm thẻ này được tích hợp rất là nhiều tính năng tiện lợi. Bên cạnh các tính năng thẻ cư dân thông thường để ra vào tòa nhà, cư dân có thể sử dụng tấm thẻ này như là một cái tấm thẻ ATM, liên kết trực tiếp qua các ứng dụng của Sinsight Group như là Sinsight Car, Sinsight Pay. Thì cư dân có thể dùng tấm thẻ này có thể đi mua sắm ở những cái Sinsight Market ở ngay tại dự án của mình thông qua tấm thẻ này. Hoặc là những cái chúng ta có thể thanh toán tiền điện, tiền nước, hoặc là ăn tại các nhà hàng, xem gặp chiếu phim. Đây là một tấm thẻ bản năng tích hợp nhiều tính năng khác nhau. Quý vị không cần phải sử dụng quá nhiều thẻ cho những nhu cầu khác của mình đối với các dự án căn hộ bình thường. Và đây là hệ thống Smart Parking, hệ thống đỗ xe thông minh. Với hệ thống này thì trước khi trở về nhà, quý vị có thể kiểm tra chỗ trống dưới hầm để có thể đăng ký cho xe của mình vị trí đỗ đó, và chúng ta chỉ cần là đi theo bảng chỉ dẫn trên app để đến được cái nơi đỗ xe.
hoặc là khi chúng ta sau một ngày, sau một đêm, chúng ta buổi sáng đi làm đi, đặc biệt là các chị em phụ nữ thì thường hay quên là hôm qua chúng ta đổ xe ở khu vực nào à? Thì với cái tính năng này chúng ta có thể xem ở trên app là xe chúng ta đang đổ ở vị trí nào, và chúng ta có thể dẫn đường là nhìn trên app chúng ta có thể là nhìn trên bản đồ là nó sẽ dẫn chúng ta đến cái vị trí mà chúng ta đổ xe hồi hôm qua, để chúng ta có thể lấy xe dễ dàng và không cần phải tìm kiếm khó khăn. Kính thưa quý vị, qua phần chia sẻ vừa rồi của ông Trà Triệu Đạt, tất cả chúng ta đã có cái nhìn tổng quan hơn về không gian sống xanh cũng như những tiện ích thông minh trên nền tảng công nghệ 4.0 tại quần thể nghỉ dưỡng Sunshine Diamond River. Và để giúp quý vị có thể nhắc nhớ lại những thông tin quan trọng của dự án, Hoài Ân xin được mời quý vị sẽ cùng đến với phần mini game. Và để tham gia phần mini game của chúng tôi thì quý vị chỉ cần thực hiện hai bước sau. Bước 1, like fanpage Stand Home, like share buổi livestream, khám phá căn hộ xanh thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh để chế độ công khai và kèm với hashtag. Hashtag Sunshine Diamond River quận 7, hashtag căn hộ xanh thông minh thành phố Hồ Chí Minh, hashtag Sandland, hashtag Stand Home. Bước 2, comment phương án đúng của câu hỏi cùng một con số may mắn bất kỳ từ số 0 đến số 99 và tag ít nhất 3 người bạn. Người trả lời chính xác và thực hiện đầy đủ các quy tắc có cơ hội trúng giải qua hệ thống chọn ngẫu nhiên của website random.org. Kết quả sẽ được công bố ở phần cuối livestream. Trong trường hợp khán giả trả lời đúng, trùng số may mắn thì hệ thống sẽ lấy câu trả lời sớm nhất. Minigame sẽ có 2 câu hỏi. Với mỗi câu hỏi, hệ thống sẽ lựa chọn 2 con số may mắn để trao giải. Mỗi giải là một phần quà bao gồm một sạc dự phòng cao cấp và một bút trình chiếu. Và Hội Ân sẽ không để cho tất cả quý vị phải đợi lâu hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Dự án Sunshine Diamond River được phát triển theo phong cách sống nào? Quý vị hãy chọn một trong 3 phương án sau đây. A. Sống xanh chuẩn resort. B. Sống thông minh cùng nền tảng công nghệ 4.0. C. Kết hợp cả hai phong cách trên. Và bây giờ xin được mời quý vị hãy nhanh chóng trả lời nhé. Và cách thức trả lời rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có 2 bước. Bước 1, quý vị sẽ like, share, comment đáp án và con số may mắn có 2 chữ số. Và đừng quên tag 3 người bạn của mình. Và chúng ta sẽ có 1 phút để trả lời. 1 phút để quý vị có thể trả lời. Xin được phép bắt đầu. Thời gian 1 phút xin khép lại. Và chúng tôi sẽ được công bố đáp án đúng như sau. Thưa quý vị, đáp án đúng cho câu hỏi này đó chính là đáp án C, kết hợp cả hai phong cách trên. Và chúng tôi xin được chúc mừng những vị khách hàng đã trả lời đúng nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nhờ website random.org sẽ chọn ra con số may mắn ngày hôm nay. Xin mời ạ. Và thưa quý vị, con số may mắn ngày hôm nay đó chính là con số 63. Xin chúc mừng vị khách hàng đã trả lời đúng và có con số 63 nhé. Và tiếp theo chúng tôi sẽ chọn thêm một con số may mắn nữa. Xin được mời website ạ. Và đó chính là số 43 thưa quý vị. Vậy là hai vị khách hàng trả lời đúng đáp án và có con số 63 và 43 đã trở thành khách hàng may mắn và trở thành chủ nhân của các giải thưởng hấp dẫn. Và ban tổ chức của chúng tôi sẽ liên hệ với tất cả quý khách hàng đã trả lời đúng và trao giải sau khi chương trình livestream ngày hôm nay kết thúc. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai ngày hôm nay. Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Sunshine Diamond River tặng ban công sân vườn với diện tích lớn nhất là bao nhiêu mét vuông cho khách hàng khi mua căn hộ tại đây? Đáp án A, 20 mét vuông. Đáp án B, 25 mét vuông. Và đáp án C là 30 mét vuông.
Nào, ngay bây giờ xin được mời quý vị hãy nhanh chóng trả lời câu hỏi của mình nhé. Và nhớ, chúng ta sẽ cùng like, share live stream và comment đáp án chính xác kèm theo con số may mắn 2 chữ số nha. Xin mời. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ có thời gian là 1 phút để quý vị trả lời. 1 phút bắt đầu. Thời gian 1 phút khép lại. Và chúng tôi xin được công bố đáp án đúng trong câu hỏi này, đó chính là đáp án C, 30m². Và chúng tôi xin được nhờ website random.org chọn ra vị khán giả, vị khách hàng có con số may mắn. Xin mời ạ. Con số may mắn đầu tiên đó chính là con số 86 thưa quý vị. Xin chúc mừng. Và con số thứ hai, xin mời. Thưa quý vị, con số may mắn thứ hai đó chính là con số 30. Vậy là 86 và 30 chính là hai vị khách hàng may mắn ngày hôm nay vừa trả lời đúng mà vừa có những con số may mắn. Và ban tổ chức sẽ liên hệ quý khách hàng để trao giải nhé. Và chương trình trao giải của chúng tôi sẽ được trao giải khi chương trình kết thúc. Và thưa quý vị, bên cạnh phần mini game thú vị vừa rồi thì chúng ta sẽ có rất nhiều sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Bởi vì chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều comment của quý khán giả quan tâm về dự án Sunshine Diamond River ở bên dưới. Và ngay lúc này thì chúng tôi cũng xin được mời ekip có thể liên hệ với một vị khán giả để giao lưu với tất cả chúng ta được không ạ? Xin mời ạ. Xin được chào anh ạ. Và xin được mời anh đặt câu hỏi với khách mời. Hiện tại căn hộ này có giá bán như thế nào và chính sách ra sao? Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi và Hội Ân nghĩ rằng đây là một câu hỏi rất ý nghĩa và thực tế mà rất nhiều khách hàng cũng đang quan tâm về dự án Sunshine Diamond River. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng xin được mời khách mời là ông Trề Triệu Đạt, giám đốc dự án công ty cổ phần bất động sản Sen Sài Gòn sẽ trả lời cho vị khách mời này. Xin mời. Xin chào anh ạ. Trước tiên trả lời câu hỏi này thì xin cho tôi hỏi là hiện tại là gia đình mình gồm có bao nhiêu thành viên và nhu cầu bên căn hộ của mình là như thế nào? Tôi đã có gia đình và muốn kiếm căn hộ khoảng 3 tỷ. Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi. Hiện tại dự án Sunshine Diamond River đang có rất là nhiều chính sách ưu đãi dành cho khách hàng. Về việc hỗ trợ vay ngân hàng, chủ tư Sunshine đã hỗ trợ cho khách hàng vay đến 70% giá trị căn hộ và với lãi suất là 0% ưng hạn này gốc trong 24 tháng. Và tặng phí quản lý đến 2 năm. Đặc biệt là đối với những khách hàng là nhà đầu tư mua căn hộ từ 2 căn trở lên hoặc là khách hàng chọn phương thức thanh toán nhanh thì sẽ được những chiết khấu cực kỳ hấp dẫn từ chủ đầu tư Sunshine. Không chỉ thế, khách hàng hiện tại khi sở hữu căn hộ tại Sunshine Diamond vào thời điểm này, khách hàng còn có cơ hội là bốc thăm trúng thưởng căn hộ tại dự án lên đến 3 tỷ đồng. Thì với ban nãy anh vừa chia sẻ là tài chính mình hiện tại là khoảng tầm 3 tỷ thì theo như tôi thì anh có thể cân nhắc về dự án này với những cái căn hộ khoảng tầm là 2 phòng ngủ tại dự án. Với những chính sách mà ưu đãi về ngân hàng như tôi vừa chia sẻ thì để cho cái phương thanh toán của anh có thể là đơn giản hơn, giãn cách hơn thì tôi nghĩ là đây Sunshine Diamond là một cái phương án lựa chọn khá là tốt cho anh tại thời điểm này. Ok. Xin cảm ơn. Vâng ạ, và chúng tôi hy vọng rằng với phần trả lời vừa rồi của khách mời Trề Triệu Đạt thì vị khán giả của chúng ta sẽ rất là hài lòng và có thể cân nhắc được tài chính cũng như chọn được sản phẩm ưng ý tại Sunshine Diamond River. Và cảm ơn khách mời rất là nhiều ạ. Và thưa quý vị, và họ nhìn thấy có rất nhiều khán giả đã comment ở bên dưới, nhưng vì thời lượng live stream của chúng ta có giới hạn, vì vậy đội ngũ chuyên viên tư vấn của Sunland sẽ liên hệ và tư vấn miễn phí cho tất cả quý vị. Và quý vị có thể để lại comment hoặc là gọi đến số hotline
0977083380 để được tư vấn cụ thể. Và đến đây thì chương trình livestream với chủ đề khám phá căn hộ xanh thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại tại đây. Và một lần nữa thì Hoài Ưng xin được thay mặt cho ekip cảm ơn khách mời ông Trề Triệu Đạt, giám đốc dự án công ty cổ phần bất động sản Sen Sài Gòn đã sắp xếp thời gian quý báu đến tham dự chương trình hôm nay ạ. Xin cảm ơn Hoài Ưng và xin cảm ơn quý vị khán giả hiện tại đã xem buổi livestream vào sáng nay, và xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ và tràn ngập năng lượng. Còn bây giờ thì Hoài Ưng xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong bản tin bất động sản Sen Home được phát sóng vào lúc 9 giờ ngày mai trên senhome.vn. Chúng tôi với sứ mệnh phụng sự khách hàng, kiến tạo mô hình bán, mua, cho thuê bất động sản kiểu mới. Tiên phong áp dụng công nghệ 4.0, xây dựng một ứng dụng đa nền tảng, mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, giúp thị trường bất động sản lưu thông. Với senhome.vn, bạn có quyền lựa chọn và được phục vụ. Nhanh gọn chọn Senhome.